chào mọi người. Có chuyện gì vậy? Hello. Hello. Oh. Hello. Wow. Hai anh đẹp trai quá. Wow. Bông hoa không dành cho Rabun rồi. Will you marry me? Hey, help me. Oh. Okay. Chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi nhé. Okay. Let's compete. Okay. Okay. Vòng 1 bắt đầu. Come on. Hai bạn hãy tách kẹo thành hình chiếc ô này nhé. Let's go. Yeah. Hai anh chàng có vẻ mất kiên nhẫn rồi. Bring me a microwave oven. Franken đã gọi chiếc lò vi sóng đến. Franken đã hoàn thành xong rồi này. Ôi, Ken bị kim đâm vào tay rồi. Ken cũng đã tách kẹo thành công rồi. Ôi không, chiếc kẹo của Ken bị vỡ rồi. Hello. Nice. Vòng 1, chiến thắng thuộc về Franken. Tiếp theo là vòng thi kéo co. Ôi không, Franken vượt dây vào cây rồi. Chúng ta cùng đoán xem ai sẽ thắng cuộc nào. Oh, wow, so handsome. Tình yêu của Ken có giúp Ken thắng cuộc không đây? Oh no. No. Get over here. Franken đã bị đè bẹp bởi cái cây rồi. Cùng chúc mừng Ken đã chiến thắng vòng 2. Vòng cuối cùng là làm quần áo. Không biết các chàng trai của chúng ta sẽ làm được gì đây? Chiếc váy bằng tiền thật lung linh. Không biết Ken sẽ làm thế nào đây? Yeah. Okay. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh. There was a farmer had a dog and Bingo.
Chiếc váy của hai chàng trai đã hoàn thành xong. What? Ôi không, Frank Ken đã cắt mất chiếc váy của Ken rồi. Wow. Wow. Ok. Búp bê mực có vẻ rất thích chiếc váy Frank Ken làm phải không các bạn? Wow. Ôi chiếc váy này thật đáng yêu. Yes. Wow. Ok. Wow. Hey. Oh no. Hả? Oh no. Ôi không, chiếc váy bị rách rồi. You win. Nice. No. Yes. Oh no. Tội nghiệp Ken quá. Will you marry me? Con khủng long từ đâu xuất hiện to quá mọi người ơi. Oh no. Ken thật dũng cảm. Búp bê mực đã đánh bại được con quái vật rồi. Yes. Đây chỉ là con khủng long đồ chơi thôi. You win. Yes. Trông hai bạn thật đẹp đôi phải không nào? Chúng ta cùng trang trí đám cưới thôi. Chú rể tặng hoa cho cô dâu nhé. Rabun cũng có bạn trai đẹp quá đi. Will you marry me? Wow. Yes. Một kết thúc có hậu phải không nào? Các bạn ơi, tới phòng tập thể hình thôi. Hello. Xin chào. Ôi cơ bắp của Frankenstein ơi. Ken nhìn mà phát hoảng luôn kìa. Thật tức quá mà. Mạnh mẽ lên nào chàng trai. Tức thiệt. Vậy thì thi tài nhé. Đồng ý. Hãy chọn tạ đi nào. Chiếc này nhé. No. Hay chiếc này. No. Vậy thì chiếc này nhé. Cố lên nào. Ôi mệt quá. Tập luyện phải cố gắng nhé Ken. Ôi động lực của Ken đây rồi. Các gia đình đã sẵn sàng. Vòng 1. Vượt rào, giặt đồ. Aha. Vào vị trí nào. Xuất phát. Ôi sao Sayako phải làm thế nào với đống đồ này đây. Hãy tin ý như Rapunzel nhé. Chỉ cần nhấc máy lên, gọi điện và đặt một chiếc máy giặt thôi mà. Okay.
Đơn giản quá phải không nào? Nhấn nút và chờ đợi. Sạch tinh ươm rồi này. Bây giờ thì phơi đồ nhé. Nhanh chân cán đít nào cô gái. Một điểm thuộc về Rapunzel nhé. Đường đua vẫn còn dài. Vòng 2, cổng vợ trang điểm. Xuất phát. Ôi, Ken đang đuối sức kìa. Trang điểm nào Rapunzel? Xinh quá. Sayako cũng đang gấp rút trang điểm này. Tuyệt đẹp. Tăng tốc là chuyện nhỏ với Frankenstein nhé. Vừa Ken thôi nào. Ôi, hòn đá. Cẩn thận, Frankenstein ơi. Cả hai gia đình đều không ghi điểm trong vòng này. Sân khấu đêm chung kết đã sẵn sàng. Vòng 3, thiết kế váy dạ hội. Có 4 hộp quà để lựa chọn nhé. Sayako chọn hộp gì nào? Hộp này nhé. Rapunzel cũng bao chọn thôi nào. Không. Đúng hộp này rồi nhé. Trong hộp sẽ là đạo cụ cho phần thi quyết định nhé. Sẵn sàng thôi. Wow, đẹp quá. Mỗi đội đều xuất sắc ghi được một điểm nhé. Yes. Kết quả chung cuộc 2-1. Xin chúc mừng. Ôi, cúp nặng quá. Ken thiệt là